Hello, xin mến chào tất cả anh em. Mời anh em cùng đeo tai nghe và em sẽ hát trên một chiếc vang DX500, một bộ micro LX Aquatic ULX8 anh em nhá. Micro sử dụng bóng đen và một dòng vang số rất là rẻ và rất đáng chơi cho anh em luôn. Anh em cùng nghe chất âm trực tiếp và chút nữa thì em sẽ giới thiệu về cho anh em cái con vang DX500 anh em nhá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng mic, tiếng echo không ạ? Echo nó không bị chìm anh em nhá. Cái điều rất là hay là cái dòng này nó echo không bị chìm. Và anh em hát echo rất nổi và rất là dễ hát. Anh em hát yếu hay là hát gần nhiều echo thì dòng này nó có thể sử dụng cho anh em được. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 1, 2, 3. Bị môi bão rơi, biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Con vang DX500 này thì sẽ set up cho anh em 6 chế độ, 4 chế độ hát và 2 chế độ để anh em có thể nghe nhạc vàng và nghe nhạc bolero anh em nhé. Ok, đây là cái mode 1 mà ai cũng có thể hát được. Mode 1 cùng ai cũng có thể hát được. Người hát yếu hay người hát tốt có thể đều sử dụng cái mode 1 này anh em hát được. Và đây là cái mode echo cộng tùy vần anh em nhé. Và bên em set up cho anh em rất hay đúng không ạ? Sang mode 2 thì mode 2 này nó sẽ là cái mode mà reverb này thì sẽ sử dụng cho những anh em hát chuyên nghiệp, anh em hát hay chuyên nghiệp ca sĩ thì hay sử dụng cái mode reverb này vì nó không có độ nhạy lại anh em nhé, nó không có độ nhạy mà nó chỉ có vang thôi. Thì anh em chuyên nghiệp, anh em hát thì hay sử dụng cái mode 2 này. Và sang mode 3 thì nó sẽ là cái mode echo nhanh anh em nhé. Echo nhanh sử dụng cho các bài tiết tấu nhanh và sẽ chuyển mode cho anh em nghe đây. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, echo nhanh đúng không ạ? Sử dụng cho những bài ví dụ như remix, những bài nhạc lời nhanh như remix để anh em hát thì hay sử dụng cái mode echo nhanh này để anh em hát thì nó không bị tình trạng rối tiếng và nó sẽ rõ lời cho anh em hơn. Khi là anh em để cái tình trạng echo chậm thì hát nó hay bị cái tình trạng rối tiếng đúng không ạ? Và sang mode 4 thì nó sẽ là mode echo chậm cho anh em nhé. Echo chậm này thường là cho anh em mà hát những bài bolero hoặc là những anh em nào hát yếu một chút thì anh em phải sử dụng cái mode này thì để echo nó chậm hơn một chút thì anh em hát anh em không cần phải luyến lấy, không phải ngân nga gì cả, anh em sử dụng được. Và mode 5, mode 6 là 2 mode nghe nhạc thì 2 mode đó thì sẽ tắt mic anh em nhé, sẽ ngắt mic ở 2 cái mode đó và mode đó chỉ có để cho nghe nhạc thôi. 5 là nghe nhạc remix, 6 là nghe nhạc vàng để cho anh em sử dụng. Đây, cho anh em nghe luôn. Đây, chuyển mode 5 mất này, mode 6 mất tiếng này. Và tiếp theo sang mode 1 này. Đấy, mode 1 này, là cái mode echo sinh hoạt mà ai có thể hát được đúng không ạ? Ok, đây là vang DX500 anh em nhé. Lại gần cho anh em cùng nghe và cùng thấy được cái con vang DX500 này nó rất là tuyệt vời. Và những anh em nào mà muốn chỉnh tay, muốn chỉnh những cái thông số trên cái dòng vang DX500 này, anh em thể thấy đây là cái mặt đằng trước của nó và đây là cái mặt đằng sau anh em nhé. Con này thì có hai cổng cắm mic ở mặt đằng sau luôn, mic 1, mic 2, các cổng đầu vào như AUX1, AUX2, cổng đồng trục, cổng quang, rồi có thể xuất ra cho anh em những cổng đầu ra súp MRML Center cho anh em sử dụng bằng AV. Ngoài ra những cổng ca lông chính cho anh em nhé, 6 cổng đầu ra, left right center sub LR. Và con này thì chỉnh tay nó rất là mạnh anh em nhé. Anh em thể chỉnh được những cái thông số. Ví dụ như anh em muốn chỉnh effect thì anh em nhấn vào effect. Và dưới effect này nó có rất nhiều những cái thông số để anh em có thể tinh chỉnh đúng không ạ? Những cái EQ từ 1 đến rất nhiều EQ, HPF, LPF, Music, Dre, Play, Delay và phần rất là nhiều phần echo. Và chuyển sang reverb này, nó đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, nó một cái chức năng mà rất mạnh ở những cái dòng vang số. Đấy, đúng không ạ? Đầy đủ cho anh em luôn. System này, mic 1, mic 2, anh em phải cắm mic 1, mic 2 này. Mode này, để cho anh em sử dụng. Rồi những cái
đấy, effect volume này, noise đấy, đầy đủ cho anh em luôn, không thiếu một cái chức năng gì cho anh em để anh em thể chỉnh tay. Music này, đây chuyển sang music này, ok chưa? Những cần equalizer để anh em thể chỉnh gain, tăng giảm, bass check đấy, đấy rất dễ đó. Đấy, rất nhiều equalizer cho anh em chỉnh, ok chưa? Đấy, kể cả surround, sub căn chỉnh cho anh em đầy đủ hết. Vang này thì nó sử dụng tai rời anh em nhé, sử dụng tai rời, cổng USB cắm đằng trước, bút nguồn nhỏ nhắn là đằng mặt đằng trước này thôi. Và với dòng này, mức giá của con vang này chỉ với 3 triệu đồng thôi, đầy đủ như cổng quang, Bluetooth, USB cho anh em chơi. Đấy, USB này, có anten Bluetooth này, có cổng quang này, có cổng đồng trục, rất nhiều những công nghệ vào những con vang này để cho anh em thể sử dụng. Ok, mong tin nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình. 3 triệu đồng bao ship, tặng dây rác cho anh em, setup 61 chế độ mà anh em đã nghe và cảm nhận rồi đúng không ạ? Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau anh em nhá.